Mỹ mến chào cả nhà và Mỹ chúc cả nhà có một ngày mới thật an lành. Bây giờ Mỹ đang có mặt ở trường con gái của Mỹ. Mỹ hôm nay chở con gái của Mỹ đi học á. Ở thành phố này là thành phố Woodland Hills ha. Và cả nhà nhìn xa xa có những con cừu trắng đang ăn cỏ nè cả nhà. Con cừu hay con dơ gì mình không có thấy rõ tại nó ở xa quá, nhưng mà nghiêng một đàn màu trắng luôn. Và cả nhà nhìn xa xa có một cái thành phố, đó là thành phố Woodland Hills. Hiện tại con gái mình cũng đang học ở trường Los Angeles Peer College. Thì trường này nằm ở thành phố Woodland Hills, là một thành phố của nhà người giàu hết cả nhà. Con gái mình học ở trường này đỡ lấy bằng đại học 2 năm, sau đó mới chuyển qua trường đại học khác. Thì học 4 năm đỡ mà lấy BA, bằng đại học 4 năm sau. Bây giờ học ở trường này cho gần nhà. Thì thành phố này là thành phố Woodland Hills. Cả nhà nhìn xa xa thì thấy có nghiêng một cái khu trung tâm thương mại ha. Thì ở thành phố Woodland Hills họ xây nhà cũng có nhà lầu, nhưng mà không có những cái building nhà lầu cao giống như ở Los Angeles. Nhưng mà nơi đây là một cái thành phố giàu cả nhà. Nói chung là người dân cũng rất là thích sống ở thành phố này, tại vì bình yên. Thành phố này cũng là một thành phố mới. Ở dưới đường thì xe đang chạy. Cả nhà nhìn xung quanh thấy có rất là nhiều những cái dãy núi thấp thấp nhỏ nhỏ ha. Ở chung quanh đây có rất là nhiều những cái dãy núi thấp thấp nhỏ nhỏ. Và đây là những cái view chung quanh cái trường Los Angeles Peer College. Tại vì cái trường này rất là rộng cả nhà, rộng thênh thang luôn. Lái xe đi vòng vòng xung quanh trường á, chắc cũng cả tiếng đồng hồ mới xong đó. Thì ở nơi đây là Woodland Hills, cho nên cái trường này nó cũng gập ghềnh lắm cả nhà. Lên đồi xuống dốc, nhưng mà cái trường rất là rộng, rộng thênh thang luôn. Bây giờ người ta cũng đang làm việc xây dựng gì cho nên nghe tiếng hơi ồn hả cả nhà. Cho nên trường này lúc nào cũng học, nếu mà đông học sinh á, họ cứ mở rộng thêm ra. Thì mày thấy chung quanh nhìn cái view hơi lạ lạ, cho nên mày muốn quay lại chia sẻ đến với cả nhà nè. Nhìn xung quanh đây cây cối âm tùm ha. Thật sự ở Mỹ này nhà cửa hay là những cái nhà lầu mọc lên á, là đều có cây mọc lên liền cả nhà. Là họ đều trồng cây theo liền, nghĩa là họ xây vừa xong là bắt đầu họ trồng cây liền. Họ chuyên chở những cái cây lớn lớn ở nơi khác tới đó, họ trồng rồi họ chuyên chở tới, rồi họ sẽ trồng lên. Cho nên nhìn thấy giống như cái cây đã mọc lên từ lâu rồi, nhưng mà thật sự họ trồng lớn lớn rồi mà họ có cách họ bứng cái cây lớn như vậy là họ trồng lên kế bên những cái tòa nhà hoặc những cái building mà vừa xây dựng xong đó cả nhà. Cả nhà nhìn xa xa nè, nơi đó có cái cần cẩu đỏ đỏ đó, người ta cũng đang xây dựng thêm nữa nè. Những cái cây dại cũng có, những cái cây mà mọc tự nhiên cũng có, rồi có những cái cây mà người ta trồng đó cả nhà nhìn. Họ cũng đang xây dựng nè. Đó, mày đi một vòng xung quanh cái góc trường này cho cả nhà xem. Đây là cũng là một cái parking. Đó, học sinh đang đi học đó. Thì cái trường này cả nhà thấy cây lớn khổng lồ ha. Mình nói mà, những cái tòa nhà, những cái building họ vừa xây xong là bắt đầu họ trồng cây liền. Đây cũng là một cái view của trường Los Angeles Peer College này. Đây cả nhà, đây là một cái parking của trường Los Angeles Peer College. Một cái parking kế bên cái building về nghệ thuật. Thì cả nhà xem, ở trên máy để mà che cho xe mình được mát đó, là họ có những cái solar panel. Và những cái solar panel này nó hằng ban ngày trời nắng á, California rất là nắng, cho nên ban ngày nó
thu hút những cái năng lượng mặt trời. Và ban đêm hay là khi mà mình dùng điện á, nó không có bị hao nhiều. Đó, một công hai chuyện ha cả nhà. Tất cả xung quanh đều những cái nơi mà đậu xe của mình đó đều được che bằng những cái tấm solar panel này để cho mát xe mình, mà còn có thể thu hút những năng lượng mặt trời để mà mình không bị hao điện nhiều. Đó, rất là tiện luôn. Bây giờ ở California những cái parking lot đa số là họ đều làm như vậy hết. Đó, người ta đang xây dựng cho cả nhà. Những cái tòa nhà thấp thấp thôi, chứ họ không có xây cao như ở Los Angeles ha. Và cả nhà thấy ở California người ta dùng điện từ năng lượng mặt trời rất là nhiều. Những cái mái nhà mà màu đen đen đó cả nhà, đó là nơi họ đậu xe. Nhưng mà trên cái nghĩa là họ dùng những cái tấm màu đen đen đó để mà họ thu hút cái năng lượng mặt trời và đồng thời cũng che mát cho xe luôn. Thì ở California này họ khuyến khích mà nhà ai nếu mà dùng cái năng lượng mặt trời á, chịu dùng cái năng lượng mặt trời thì điện sẽ được giảm bớt. Họ tới họ lắp ráp cho mình được 100% free, mà đôi khi họ còn tặng cho mình 1.000 đồng hay là 500 đồng nữa cả nhà. Và nếu mình giới thiệu bà con, bạn bè ai mà còn chịu dùng cái năng lượng mặt trời đó, mỗi người mà mình giới thiệu đó là mình được tặng 500 đến 1.000 đồng luôn đó cả nha. Đó, đây cũng là một nơi, một ghép của trường. Ở trong đó là cái đường đi xe chạy vô đó, mình có quyền vô đó ha. Bây giờ Mỹ đi qua cái building này. Này là một cái building của trường. Này chỉ là một ghép nhỏ của trường thôi đó cả nha. Trường rộng thênh thang luôn. Từ một cái building này qua building khác, một cái tòa nhà này qua một cái tòa nhà khác đó, thì mình đi cũng mỏi chân luôn đó. Đó, cả nhà xem nè. Nhìn ở đâu của đâu cũng có những cái cây cao ha. Mỹ nói mà, họ vừa xây nhà lên là họ bắt đầu họ trồng cây à. Này là một cái building vừa âm nhạc ha. Vừa âm nhạc, vừa thi đê, về giống như về phim này nọ đó. Nói chung là về nghệ thuật đó cả nhà. Thì con Mỹ cũng record lấy một cái lớp nghệ thuật như vậy trong 2 năm đầu của đại học. Và khi mà học ở trường cao trung đó, tức là high school đó, thì con em của mình bắt buộc phải lấy 2 năm tiếng nước ngoài, ví dụ tiếng Mễ, tiếng Việt hay tiếng gì đó. Nhưng mà con Mỹ hồi năm 2 năm vừa rồi học ở high school đó, cao trung đó, thì lấy tiếng Tây Ban Nha, tiếng Mễ đó. Còn bây giờ con Mỹ vô đại học thì lựa chọn theo ý của con Mỹ. Trường có tiếng con Mỹ thích Đại Hàn cả nha, cho nên lấy tiếng Đại Hàn. Tại vì con Mỹ mê những cái bài nhạc của Đại Hàn đó, thì lấy tiếng Đại Hàn. Con mình lớn rồi thì cái lựa chọn để cho con mình quyết định ha. Cả nhà xem những cái bức tường mà người ta cũng trồng thêm những cái dây, những cái cây leo nữa cả nhà. Cây này không phải cây mọc lên bình thường như vậy, cây mọc lên không nói gì mà còn có cây leo nữa. Bình yên ha cả nhà. Có người chạy bộ nữa. Thì nhìn chung quanh đều là cây xanh ha. Mặc dù California thiếu nước trầm trọng nhưng mà cây xanh cũng khắp nơi luôn. Đó, mát lắm cả nhà. Đây là những cái thùng recycle người ta để sẵn để học sinh bỏ những cái chai nhựa, những cái gì mà mình có thể sử dụng lại đó. Bây giờ đã bước qua mùa thu rồi ha cả nhà. Nhưng mà nhìn ở California ánh mặt trời vẫn còn chói chang. Mình cứ tưởng là mùa hè không đó. Nóng hôm nay cũng có gần cả trăm độ đó cả nhà. Đó, đầu mùa thu ở California vẫn cứ như là mùa hè vậy đó. Thank you.
nhìn nó thấp thấp thôi ha cả nhà, chứ không phải xây cao. Đất rộng thênh thang mà. Đó, đây chỉ là chung quanh một cái khu vực người ta dạy về âm nhạc, nghệ thuật, về phim ảnh. Nhìn cũng bình yên với cả nhà ha. Đó, nhìn xung quanh toàn là cây xanh không à. Xung quanh đây có rất là nhiều những cái đồi núi hết cả nha. Đó, đây cũng là một cái góc view chung quanh cái building về nghệ thuật nè. Đây cũng là một cái sân đậu xe nhỏ. Nhìn quang cảnh cũng bình yên quá cả nhà ha. Mỹ rất là thích cây xanh như thế này. Mặc dù trời nắng chói chang cả trăm độ, nhưng mà Mỹ đi vòng vòng xung quanh trường á, Mỹ thấy cũng không có đến nỗi bị nắng lắm. Tại vì cây xanh á, cây cao nhiều á, nó che ánh nắng cho mình rồi. Đó, cả nhà nhìn, ở trên cái đồi toàn là cỏ ha cả nhà. Cỏ với cây nhỏ nhỏ không à. Mà trời mùa nắng quá đó, không có một giọt nước, giọt mưa nào á, cho nên đều bị cháy khô hết. Bởi vì cả nhà thấy hàng năm ở California cứ bị cháy rừng mà rất là khó dập tắt luôn. Đó, này cũng là một cái view hả cả nhà, một góc nhìn. Cái cây này giống như cây gòn hả cả nhà. Này là những cây thông. Mặc dù trời nắng lắm, nhưng mà đi vòng vòng toàn là cây xanh nè, nó che bóng mát cho mình, cho nên thấy cũng ok. Thì đó, Mỹ đi một vòng để chia sẻ với cả nhà một góc nhìn của trường Los Angeles Hill College. Nè, bên kia có cây thông như bị cháy khô nè, tại vì trời nắng quá mà. Bên kia cũng là một cái tòa nhà, một cái tòa building đó, để mà người ta làm về thương mại đó, ở thành phố Woodland Hill đó cả nhà. Có rất là nhiều những cái medical group, những cái health plan. Medical group là về y tế đó, trung tâm thương mại mà họ làm về y tế đó cả nhà, ở thành phố Woodland Hill. Trước kia Mỹ cũng có một cái công việc làm ở trong medical group, health plan chứ, Mỹ làm trong health plan cho hãng Hellnet ở thành phố Woodland Hill. Nhưng mà bây giờ Mỹ làm công việc khác rồi. Thì ở Woodland Hill có những cái medical group, những cái health plan, ví dụ như Hellnet nè, Blue Shield nè, An Tâm Blue Cross nè, rồi có Kaiser nữa đó. Rất là nhiều những cái medical group và health plan ở Woodland Hill, cho nên job và healthcare ở Woodland Hill cũng rất là nhiều. Mẹ muốn chia sẻ với cả nhà một góc nhìn ở một góc trường của Los Angeles ha. Mẹ cảm ơn cả nhà đã theo dõi và xem hết video này của Mỹ, và mẹ mến chúc cả nhà luôn vui vẻ và bình yên bên những người thân thương của mình ha. Mỹ mến chào, tạm biệt cả nhà.